Cái giá lại là giá cả một giá này luôn. Có chứ. Mình xin chào tất cả anh chị và con nha. Tuy cái bãi mới thành lập thôi nhưng mà khách hàng đến mình xem rất là nhiều nha. Và anh chị nào mua xe thì cứ tới địa điểm ở đây nên là mình mua xe thôi. Khu chung cư Tân Mai 900 quốc lộ 1A, khu phố 5 phường Tân Tạo Bình Tân nha. Buồn ngủ quá, gặp mấy em mà tỉnh cả ngủ. Ê, ông bạn ơi, ông đừng gây đấy mà đi, tôi nói mấy kẻ tôi. Nhắc lên cho họ biết thì bác chào bác Lương lờ đờ nhá. Cây đấy cũng đẹp mới. Đây những cái chỗ này thuê thuê cái bãi nhỉ? Đó. Hết chặng đường. Cảm ơn anh Tài. Thank you.
Cực kỳ đẹp. Lúc đầu quay ở cầu lại không được vào. Anh có thể anh chia sẻ là anh nhượng những cái này cho anh phải không? Anh cho Trương Mỹ rồi. Về Trương Mỹ à? Vâng, đây anh Triệu Bùi nhường cho anh gì nhỉ? Tiến 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 ở Trương Mỹ. Tiến mô tô à? Không bao giờ lùi. Cả nhà mình vỗ tay cái nào, cả nhà mình vỗ tay chúc mừng hai anh nhá. Chúc mừng nhá. Anh nhượng gai à? Anh nhượng gai. Chính giỏi. Tân lập vũ thư. Vâng, giới chúc mừng các anh nhá. Các anh đã nhường cho nhau cái đồ chơi quý quá. Vỗ tay đi anh ơi. Vỗ tay đi anh ơi. Cổ của cái làm cực kỳ nghệ thuật, cực kỳ xuất sắc. Cái này chắc không tiết lộ sao nhỉ? Là? Không tiết lộ giá nhỉ? Em biết rồi. Em thực ra là nay em nhường cho em gái xinh đẹp một cây cây Nam Điền. Lại về Hà Đông. Lại về Hà Đông. Cảm ơn anh. Qua nó đây là cây cảm ơn anh. Đây là cây thứ hai của nhà. Bắt tay lại đi. Bắt tay lại đi. Rồi. Cái mặt tiền ra. Tiền. Mở cái mặt tiền ra. Thấp dưới nhiều em thấp dưới. Mở mặt tiền. Rồi. Tiền ra. Ok. Mấy người anh em vỗ tay đi. Vỗ tay mạnh vào cả nhà. Chúc mừng anh. Tại sân nhà anh Triệu Bùi, cây này là cây thứ tư. Đây, cây thứ năm này. Đấy, anh em ơi. Triệu Bùi mới để anh Tuấn Bom à. Tuấn Phương. Tuấn Phương. Tuấn bỏ vợ đi để cứ bỏ Bom. Tuấn Bom mới cho nó nổ, cho nó hoàn tráng. Vô tay đi. Đi một hai hành trình với anh cho vui chị ơi. Không, con này nuôi đẹp đấy. Thì Tuấn ơi, xe anh số bao nhiêu chị? Xe số 39. Xe số 39 màu cam. Từ phía nhà Việt, anh Triệu Bùi của chúng tôi được đón nhận những tình cảm và sự hiện diện.